Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel review nước hoa của mình. Thì ngày hôm nay á, mình xin review một chai nước hoa của nhà Tom Ford, đó là chai Lost Cherry. Thì chai nước hoa này á, nó mới giờ ra mắt hồi tháng này. Theo như trên Frantica, họ nói là ra mắt vào tháng 11-28, nhưng mà hiện tại ở Bloomingdale's cổ đã có bán rồi. Thì mình xin cổ một chút sample để mình về mình review cho các bạn biết. Thì chai nước hoa này á, giá tiền của nó rất là mắc. Nó mắc giống như y chang cái chai mà Fabulous hôm bữa mình review á, là 50 ml giá 320 đô. Thì nó mắc hơn mấy cái chai dòng cũ như là Tom Ford Tobacco Wood này nè, hoặc là Tobacco Vanille. Thì mấy chai 50 ml á, thường thường giá dao động khoảng chừng 230 đến 235 đồng. Nhưng mà mấy cái chai mới đây á, theo theo như mình biết á, là càng ngày nó càng mắc, tới 320 đô luôn. Đó. Thì chai này, cái nước hoa này có đáng tiền hay không á, thì để mình review cho các bạn biết. Thì nhóm nước hoa của chai này á là hương hoa phương Đông, Oriental Floral. Hương đầu của nó gồm các nốt hương này đây. Đó, thì hương đầu của nó gồm có mùi cherry nè, rồi mùi rượu cherry với mùi almond là mùi quả hạnh nhân á. Hương giữa của nó gồm có cũng cherry đơn, hoa hồng với hoa lài. Hương cuối của nó gồm có sáp, đậu tân ca, gỗ tuyết tùng, gỗ cỏ hương bài với này gỗ đàn hương, cỏ hương bài này gỗ tuyết tùng mình xin lỗi. Thì nói chung cái chai này các bạn, cái mùi chủ đạo của nó là đúng thật là bốn cái này nè, là mùi cherry, mùi rượu với mùi almond với đậu tân ca. Còn cái mùi hoa hồng của nó thì nó cũng có chút xíu, còn cái mùi cỏ hương bài, hoa lài với lại mùi gỗ gì đó thì mình không có cảm nhận được, chủ yếu là cherry với lại đậu tân ca với lại mùi quả hạnh nhân thôi. Đó, thì khi mà các bạn xịt á thì cái mùi nó rõ rệt nhất á là cái mùi rượu này nè các bạn, nó y chang rượu cherry vậy các bạn. Xong rồi khi mà cái mùi rượu nó phai đi chừng khoảng chừng 5-10 phút á thì các bạn vẫn cảm nhận được cái mùi cherry, nhưng mà khi mà các bạn hít một hơi thật sâu vô á thì các bạn sẽ ngửi được cái mùi almond này. Nó có trong cái chai hôm bữa mình review rồi đó, là cái chai Fabulous. Đó, ok. Chai này á thì cái độ lưu hương của nó cũng rất là tốt. Nói chung là mấy cái chai, đa phần mấy cái chai nhà Tom Ford thì độ lưu hương của nó tốt, trừ cái chai Negroni Portofino á, là lưu hương khoảng 6 tới 8 tiếng hay 6 tiếng thì phải. Còn đa phần mấy cái chai này á là nó lưu hương trên 8 tiếng không à. Đó, nhưng mà cái chai này cái độ tỏa hương của nó thì khi mà các bạn mới xịt đó từng 2 tới 3 tiếng đầu tiên á thì mình nghĩ nó tỏa hương khoảng nửa cánh tay. Nhưng mà bắt đầu từ tiếng thứ tư trở đi á, là nó thành skin scent này, nó không có tỏa hương xa nữa. Rồi thời điểm khuyên dùng á, thì theo như mình cái chai này nó xài thích hợp xài vào mùa lạnh hơn là mùa nóng. Nhưng mà mình nghĩ là có thể xài mùa nóng được, tại vì mình chưa có test thử cái mùa nóng. Nhưng mà hiện tại bây giờ nhiệt độ nó tầm khoảng chừng 25 độ thì mình xài cái chai này mình thấy nó phù hợp với cái không khí mát mát dịu dịu vậy đó. Dùng vào dịp gì á thì mình nghĩ cái chai này các bạn có thể dùng bất cứ dịp gì. Nó rất dễ xài tại nó chỉ là một cái mùi cherry với mùi rượu cherry thôi, với đậu đậu almond, đậu tonka rồi thôi, chứ không có gì khó xài đó. Xịt bao nhiêu lần á thì theo như mình các bạn có thể xịt từ 2 tới 5 shot tùy thôi, với lại nhưng mà xịt càng nhiều thì nó càng ổn. Là tại sao? Là tại vì cái chai này rất là mắc tiền, 320 đô mà chỉ có 50 ml thôi, cho nên rất là mắc tiền nếu mà các bạn xịt nhiều. Độ tuổi khuyên dùng á thì thực sự cái chai này rất là trẻ trung, mình nghĩ tầm từ 21 tuổi trở lên là xài là ok rồi. Còn tính cách, phong cách á thì cái này là phong cách dành cho những bạn có phong cách ngọt ngào đúng không, dễ thương, nữ tính đó. Thì cái chai này thì theo như mình thấy mấy bạn nữ xài hợp hơn là mấy bạn nam. Ok, từ phần chấm điểm của nó đó thì giá tiền của nó mình chấm nó 3 trên 5 điểm, phải nói là rất là mắc. 50 ml mà 320 đô rất là mắc. Chỉ có những ai mà cuồng nhà Tom Ford thì có thể họ sẽ mua, nhưng mà riêng cá nhân mình á, thật sự á thì mình thích nhà Tom Ford, mình thích những cái chai nước hoa như Tobacco Vanille, Tuscan Leather, Tobacco Oud hoặc là Oud Wood rồi đó. Nhưng mà riêng cá nhân mình mấy cái chai mới ra như Fabulous hoặc là cái chai Lost Cherry này á thì mình không có cuồng nó cho lắm, tại vì mình thấy mấy cái mùi hương của nó thường thôi, chứ nó không có gì gọi là brow breaking hay là giống như tuyệt vời, giống như mấy cái chai này Portrait of a Lady hay là Baccarat Rouge 540 là những cái mùi hương mà phải nói là rất là tuyệt vời. Còn mấy cái chai mới ra này của nhà Tom Ford mình thấy nó ok thôi.
Còn nói về độ hấp dẫn của nó thì mình chấm nó 3 trên 5 điểm thôi. Thì cái mùi hương này nó bình thường, rất là bình thường, nó không có gì gọi là đặc sắc hết á. Độ lưu hương của nó thì mình chấm nó 5 trên 5 điểm, lưu hương rất là lâu, trên 8 tiếng. Còn độ tỏa hương của nó thì 3 trên 5 thôi, nó tỏa hương khoảng nửa cánh tay thôi chứ không có xài cho lắm. Còn độ linh hoạt của nó thì 5 trên 5, có nghĩa là các bạn có thể xài bất cứ dịp gì, đi làm, đi học, đi chơi, đi đám cưới, nói chung đi đâu, làm bất cứ dịp gì cũng được. Thì tổng số điểm của chai này là 3,8 trên 5 điểm. Thì kết luận của mình về chai này là theo như mình là các bạn đừng có nên mua nó. Tại vì thực sự cái mùi hương này nó cũng bình thường. Nếu mà các bạn muốn có một cái mùi hương cherry mà rẻ tiền á, thì các bạn mua cái chai này nè. Guerlain, L'Homme Ideal Eau de Parfum hay là Eau de Toilette gì cũng vậy. Thì các nốt hương của chai này nó cũng y chang cái chai L'Homme Ideal thôi. Mình cho các bạn coi nè. Đó, thì bữa mình review chai L'Homme Ideal này rồi. Đó là nó có almond, rồi cherry, rồi đậu thanh cao với mùi dã thụ. Vậy thôi. Thì nó chỉ là ngọt, rồi trầm ấm, vậy thôi. Ngọt, trầm ấm thì phù hợp với khí hậu lạnh thôi. Đó, thì cái này mình mua trên Amazon chừng như 50 đồng, 54 đồng thì phải. Không có mắc cho lắm. Đó, cho nên nếu mà các bạn dư tiền, các bạn bỏ 320 đô các bạn mua chai Lost Cherry á, thì thà các bạn để tiền đó các bạn mua chê, các bạn ăn còn ngon hơn. Thực sự mà nói, nếu mà cho mình tiền á, khi mình mua cái chai Tom Ford Lost Cherry nè, thì thôi mình kêu thôi để tiền tôi ăn cherry, tôi mua cherry tôi ăn còn ngon hơn á. Đó, thì nói chung á là phải nói là cái nhà ông Tom Ford này cũng rất là hay, dèm giống như là marketing hay là giống như là bán hàng quảng cáo đồ á, phải nói rất là thành công. Tại vì á, theo như mình biết á, là những cái chai như Fabulous này với lại mấy cái chai Lost Cherry này nè, khi mà hàng nó ra, nó mới vừa ra mắt á, bán rất là chạy. Cái cô của bán hàng ở quầy Tom Ford của nó với mình á, là cái chai Fabulous sẽ bán quá rất là dữ dội. Ngay cả cái chai mà 250 ml á, mình nghĩ như nó 900 mấy, gần cả ngàn lần á, mà bán sạch bách luôn, không còn một chai luôn. Còn cái chai 50 ml á, thì hiện tại giờ cổ còn có 3 chai thôi. Đó, nói chung là nói chung là cứ tiếp thị tốt là coi như là bán được hàng thôi. Tại vì tên tuổi Tom Ford thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà các bạn nên nhớ là không phải chai nước hoa là nó mắc tiền là nó hay. Đó, thì mình có nói với một bạn kia, mình có chat trên Facebook với một bạn kia, thì bạn ấy nói là có giống như là có nhiều chai nước hoa nó mắc tiền quá này nọ, rồi cứ nghĩ nó hay. Nhưng mà mình nói á, là không phải nó mắc là nó hay, không phải nó rẻ là nó dở, cũng còn tùy thuộc vào cái khứu giác của các bạn. Thì ví dụ như các bạn coi review đi, hoặc là các bạn đọc báo, thì giống như người ta nói những cái lời hoa mỹ, chủ yếu là để cho các bạn giống như là để bán hàng, bán được hàng, để cho các bạn sập bẫy để mua hàng. Nhưng mà các bạn nên nhớ là con người biết nói dối, nhưng mà khứu giác thì không có biết nói dối. Tại sao? Là giống như các bạn ngửi, ví dụ các bạn ngửi cái mùi hương này nào, ví dụ các bạn ngửi chai này đi, thì ngửi vô cái tự nhiên thấy nó không có phù hợp, thì có nghĩa là nó sẽ không phù hợp, chứ đừng có cố gắng mà mua nó mà trải nghiệm nó, đúng không? Thì cũng có một số trường hợp ngoại lệ, như có một số chai nước hoa mới bắt đầu xài á, thì mình không thích nó, nhưng mà càng xài thì tự nhiên càng có cảm tình với nó. Điển hình giống như cái chai Baccarat Rouge 540 này nè. Thì các bạn nếu mà các bạn coi lại cái video mà mình review về cái chai 540 này á, thì ngay từ đầu mình khẳng định á là mình sẽ không bao giờ mua cái chai Baccarat Rouge 540 này. Mình nói trong cái video của mình á, là tại sao? Là tại vì cái chai này nó rất là nữ tính. Đó, nó cái mùi hương nó rất là nữ tính. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng, tự nhiên cái mình càng ngày mình càng ghiền nó. Đến độ mà coi như mình xịt hết cái ống sample đó, mình cứ lấy cái ống sample không ra mình ngửi hoài đó. Thì mình đã nói là những cái chai nước hoa nào mà nó làm cho các bạn mà ngửi hoài không bao giờ thấy đủ á, đó là một những chai nước hoa mà có thể gọi là signature scent của các bạn. Còn những chai nước hoa mà các bạn thấy nhiều người khen, nhiều người giống như tung hô nó lên, nhiều người giống như là đa phần nhiều người họ mê cái nhà bên Việt Nam á, ai cũng nhà nào cũng Lelabo hết á. Nhưng mà đối với mình á, là Lelabo nó rất là bình thường. Tại vì sao? Là giống như cái khứu giác của mình á, khi mình ngửi mấy cái chai Lelabo mình không có cảm xúc, các bạn hiểu không? Tuy cái mùi hương Lelabo nó hay thiệt, nó lạ thiệt, nhưng mà tự nhiên mình ngửi nó không có làm cho mình vui, nó không có làm cho mình thoải mái. Thì những cái chai nước hoa đó là mình không có muốn mua, rất uổng tiền, tại vì có mua cũng không có xài được.
đó. Cho nên mình thường thường mình để tiền mình mua những cái chai nước hoa mà mình cảm thấy mình xài được, như Portrait of Lady nè, Tobacco Wood. Cái này thì mình cũng ít xài lắm, nhưng mà không phải nó dở, nhưng mà tại vì mình ngửi mấy cái chai này nó quen rồi, mình ngửi mấy cái mùi hương tự nhiên nó quen rồi, đâm ra tự nhiên mình ngửi mấy cái mùi mà nó nhân tạo á, nó không có cảm tình, nó không có chiếm được cảm tình mình bằng những cái chai nước hoa mà nó có mùi hương tự nhiên hơn chút xíu đó. Chứ không phải là nó dở, mình không có nói cái chai này nó dở đó, nhưng mà phải nói là mình thường thường mình mê mấy cái chai này hơn đó. Thì giống như là cái ý của mình muốn nói á, là các bạn cứ test đi, cứ thử, cứ kiếm, ví dụ như có dịp á thì kiếm sample cái này các bạn thử. Nhiều khi các bạn lại yêu thích cái mùi hương Lost Cherry này, nhưng mà riêng cá nhân của mình thì mình thấy nó rất là tầm thường, nó không có gì gọi là đáng tiền mua, nó thẳng là như vậy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn vào clip sau. Chào tạm biệt.